Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 4, một nguồn tin của PLO cho biết, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa công bố nội dung thông tin khởi tố bị can liên quan đến người nội bộ của công ty. Theo đó, vào ngày 22 tháng 4, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk về việc khởi tố bị can đối với ông Bùi Quang Ninh, tổng giám đốc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Theo thông báo, ông Bùi Quang Ninh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Như PLO đã thông tin, hồi tháng 7 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án để điều tra sai phạm liên quan hợp đồng cung ứng giống cây cao su nhập khẩu từ Malaysia, gây thiệt hại gần 1,4 tỷ đồng và hợp đồng môi giới bán mũ cao su để hưởng phần trăm chênh lệch xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đắk Lắk, nay là công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Ngày 12 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Đức Lư, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Cuối tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, cựu phó phòng kỹ thuật kế hoạch đầu tư công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Ông Lư, ông Hùng cùng bị khởi tố điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo tìm hiểu của PLO, tháng 10 năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đắk Lắk chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa và được đổi tên thành công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Đây là doanh nghiệp quản lý trên 20.000 hectare chuyên trồng chế biến mũ cao su. Ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội liên quan gì đến sai phạm tại tập đoàn Thuận An? Trong quá trình mở rộng điều tra các vụ án liên quan đến vi phạm quy định đấu thầu, hối lộ tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, ngày 21 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Hà bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, được quy định rõ tại khoản 4 điều 358 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017. Các lệnh và quyết định liên quan đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn ngày 22 tháng 4. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt đầu thi hành các quyết định tăng cường nỗ lực điều tra nhằm làm rõ các hành vi vi phạm của các bị can và các sai phạm xảy ra trong công ty cổ phần tập đoàn Thuận An cũng như các đơn vị liên quan, đồng thời đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật và thu hồi triệt để tài sản thất thoát. Ông Phạm Thái Hà, quê Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế và là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ông đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng như thư ký tổng kiểm toán nhà nước, thư ký bộ trưởng Bộ Tài chính và thư ký của trưởng ban kinh tế trung ương, cũng như trợ lý cho Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Phạm Thái Hà, trợ lý Chủ tịch Quốc hội từng giữ chức vụ quan trọng nào? Trước khi bị bắt, ông Phạm Thái Hà quê Thái Bình từng trải qua nhiều vị trí quan trọng và được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5 năm 2022. Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Phạm Thái Hà, 48 tuổi, quê ở Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam CPA, chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông từng trải qua các vị trí như thư ký tổng kiểm toán nhà nước, thư ký bộ trưởng Bộ Tài chính, hàm vụ trưởng, thư ký của trưởng ban kinh tế trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 5 năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc bắt và khởi tố ông Phạm Thái Hà là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Liên quan tới vụ án Thuận An, C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Trần Quang Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ.
ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc và ông Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố bắt tạm giam vì tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tập đoàn Thuận An trúng thầu nhiều dự án giao thông lớn. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, gọi tắt là Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan. Tập đoàn Thuận An đã tham gia trúng thầu vào hàng loạt dự án giao thông lớn nhỏ. Vài năm trở lại đây là một cái tên nổi bật trong lĩnh vực giao thông. Được biết, Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Tập đoàn Thuận An có trụ sở tại số 141 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội với ngành nghề hoạt động chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2019, Tập đoàn Thuận An không được nhiều người biết đến và không có nhiều hoạt động nổi bật. Từ năm 2019, Tập đoàn Thuận An của ông Nguyễn Duy Hưng có những dấu ấn trong ngành hạ tầng xây dựng. Từ sau khoảng thời gian này, mỗi năm Tập đoàn Thuận An tham gia vào các liên danh trúng những gói thầu có tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Tháng 10 năm 2021, doanh nghiệp này thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, tuy nhiên không công bố cơ cấu cổ đông. Tháng 12 năm 2021, Thuận An tiếp tục tăng vốn lên 800 tỷ đồng. Tháng 1 năm 2023, doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, TAG. Đại diện pháp luật khi này là ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc, sinh năm 1985, và ông Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1974, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông Nguyễn Duy Hưng nắm 32% cổ phần. Thuận An tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bắc Giang, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang. Đơn vị này đăng ký tham gia 51 gói thầu, trúng 39 gói, trượt 8 gói, 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu là hơn 22.600 tỷ đồng. Những gói thầu có sự tham gia của Tập đoàn Thuận An có tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia. Tập đoàn Thuận An từng là cổ đông nắm đến 51% vốn Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 Thuận An, EC, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2016, Tập đoàn Thuận An đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 3,57%. Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Tập đoàn Thuận An nắm 30% vốn, tương đương với 90 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư TTG hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại công ty này còn có bà Nguyễn Thị Đoan Trang với 20% cổ phần. Bà được cho là người có nhiều liên hệ với ông Nguyễn Duy Hưng. Bà Đoan Trang còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Hương Giang, hoạt động chính trong mảng kinh doanh bất động sản có trụ sở tại tỉnh Nghệ An. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.